Mềm hả? À, con này bự ha. Ồ, từ từ cho mọi người xem quay qua. Mặt của nó thì thả nó đi. Cho nó lội đi. Anh hình chữ em ạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Và hôm nay thì cùng với các anh em sẽ đi soi ba khía. Gọi là soi nhưng mà thật ra là bắt bằng cái tay thôi. Có anh đi cùng thì vừa có Đăng là con của chị Hường nè. Với lại anh Đỉnh là con của cậu Chính, người mà ông Tư thường hay nhắc á. Anh Đỉnh thì là người dân Cà Mau chính hiệu luôn. Nên là nữ là cái việc này nó cũng đối với anh khá đơn giản hả anh Đỉnh? Dạ. Ơi. Có hồi đi ra sao không vậy mọi? Hả? Đi Vĩnh á. Ngồi Vĩnh á. Ngồi xuống. Ây dạ. Ba khía thì bắt vào khi nào là nó nhiều nhất anh Đỉnh? 30. Dạ. 30 hàng tháng. Ừ. Lát nữa anh có lội dưới không? Có. Lội nước luôn hả? Rồi, dạ. Hôm nay là ngày rồi được rồi. Hôm nay là ngày mười mấy thôi. 18, 19 vậy. Nên là nữ là cũng người ta vậy là 30 vậy là nước. Nước gầm. À. Lúc nữa có chăng. Này qua khoảng 17 rồi, không có bắt ngay những cái ngày khá sắc sinh. Ngay những cái ngày mà ăn tương á. Đây là lần đầu tiên đi xuống Cà Mau thì cũng đã nhiều rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm cùng với anh đi bắt ba khía. Bên cái chiếc xuồng bên kia thì anh Hưng cũng đi với Đạt kìa. Hai chiếc xuồng, tại vì chiếc xuồng nó nhỏ hay anh Đỉnh ha? Anh Đỉnh là con thứ mấy của cậu Chính? Thứ hai. Con thứ hai hả? Em thấy cái vùng đất Cà Mau này trù phú quá ta. Ban đêm thì có thể bắt được ba khía nè. Bắt được con đẻn đó anh Đỉnh. À, tí xíu nữa mà con ba khía nó có đu lên cây hay gì đó thì anh cho em cho mọi người thấy ha. À kìa, đây nè mọi người, đen cục đen đen này đúng không? Đi chạy hả anh? Nhưng mà gọi đèn tới nó là nó ngừng hả anh Đỉnh? Dính không anh? Cậu hai. Có cái bao tay này cậu hai. À, một con. Khỏi bao tay luôn hả anh? À, ủa hai con rồi nè. À nãy dọc đường bắt con đó hả? Ba khía này bây giờ bao nhiêu ký hả anh Đỉnh? Lái thì đem lại lái cả thì khoảng 45 ngàn, có khi tùy theo giá cả này kia nó lên xuống. Dạ. Có khi 60 cũng chừng. Dạ. Đây là một trong những cái cách mà người dân ở Cà Mau họ mưu sinh á, thì bắt ba khía là một trong những cái hình thức mà cũng hái ra tiền á. Anh cái lội có sâu không, nước có văng không, em đeo cái mít không? Hả? Nước có văng lên mình không? Văng. Văng hả? Vớt cái mất tiêu luôn. Cũng dễ quá anh. Nhái luôn. Đâu? Nhái hay gì? Nhái thả nó đi chứ. Nhái thả nó đi, thả nó đi. Dạ thả. Sao bà kia rồi? Mình cũng đâu có sử dụng nữa đâu. Ba khía này thì tháng mấy là nhiều nhất anh? Tháng 10. Tháng 10 hả? Tháng 10 phải hội ba khía không ta? Ờ, có ngày hội ba khía nữa hả? Hội ba khía. Cái đó ông Hưng gầm, không có gầm. Anh Hưng là bắt hay hơn anh nữa hả? Hay lắm. Hay hơn nhiều. Không dính hả anh?
Chưa vô hang à? Nước gầm này trăng sáng nhé. Được cái dầm. Phải cái phải. À, cái dầm là anh phải chặn cái hang nó lại đúng không? Tại vì con ba khía nó chạy nhanh lắm. Sâu quá. Cậu chính đàn được anh đã, anh hát được không anh Định? Hát hát cổ á. Hát cổ hát được bản hai à, không có ưa cổ mấy. Dạ hả? Nhưng mà anh hát theo đàn được không? Được. Được luôn hả? Ồ vậy là anh Đỉnh của Đỉnh rồi. Không mà đọc chữ nha. Còn đàn á thì mình nghe mình hát theo được. À. Chứ mà đàn mà không có thuộc bị không có thuộc lời á. À. Cao kê quen tôm nhóc nha. Tôm lội dưới hả? Kê. Đây đây nhóc luôn. À mấy con mắt đỏ đỏ này dưới này đúng không? Nó nằm ở dưới đó hả? Sao nó đứng im vậy anh? Ờ, nó thì vậy đó. Mình gọi đèn là nó im 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 nhưng mà bắt không dính đâu. Không dính hả? Búng gì lắm. Đi cư chứ hả? Rồi, dạ ok anh. Tôi đúng ở ngoài này là im lìm luôn ha anh ha. Vuông này đi thường lắm. Tối anh thường đi lắm hả? À. Đi đổ tôm. Anh bắt con đẻn được không anh? Được. Con đẻn là cái con giống như con gắn biển anh ha. Nghe nói nó ăn ngon lắm hả anh Đánh? Chạy hả? Chạy hồi chấp chóng, có hàng phục luôn. Đây vô nhà. À. Tối anh thường đi mình hả? Đi mình không? Đường thường đi lúc mấy giờ? 10 giờ, 11, 12 giờ, anh chừng tùy thôi, con nước nó lấy vô á. Ừ. Nào mà... Ồ, đổ lú. Dạ. Có con mắt màu đỏ là con tôm á, cô bác của anh chị. Nhiều không anh? Hai con. Hai con tôm hả? Hai con. Ồ, hai con tôm sú nè. Tôm sú hay tôm thẻ? Sú. Ồ, nó nhảy kìa. Cái con tôm sú nè. Ồ, cái con này là trưởng thành chưa anh? Con này nó trưởng thành nhưng mà nó còn nhỏ, nó nằm hàng 30 con. À... Còn ký. Con mắt của nó với ánh đèn nó màu đỏ. Còn nó búng dữ lắm luôn á. À. Nó búng mạnh thiệt luôn á. Thả ra đây luôn hả anh? Ê, nhảy luôn rồi. Nhảy ra rồi. Ủa sao còn con ba khía vậy? Giờ nó nằm trên đó kìa. Tôm sú búng kìa, nằm đó kìa. Thấy không? Nè. Đâu? Bé. À. Đúng kìa, kìa kìa. Anh sao anh thấy hay vậy? Gọi đèn vô thấy mắt màu đỏ rồi nó. Ồ, oh, hay quá. Ồ, oh, phải đậy lại để thôi nó nhảy ra khỏi xô khỏi cái này luôn á. Cái này phải có cái ấy để chặn nó lại để thôi nó nhảy hả? Không bị không nãy không có đem vào quên đem. Tôm này là mình thả tôm tự nhiên từ nhỏ, thả tôm giống từ nhỏ đúng không anh? Ồ bự ghê á. Chịu ơi, nhầm con tùm tay vậy. Ôi vậy hả?
xuống này xuống nhỏ là nó nước này nó nhỏ, nó chưa có tơ lứa, tơ lứa nó cỡ tầm 20 con. Nhưng mà vui ha, đúng là cái cảnh sông nước này nó hữu tình thiệt á. Ở đây bằng đêm đâu có làm gì đâu, đi vuông vui thôi. Con này con kia. Ừ. Bằng đêm nước trễ rồi đi 1 giờ không đi. 1 giờ khuya hả? Mỗi lần đổ về được khoảng nhiêu tiền anh? Đổ thì một ngày vậy, ví dụ tùy theo con nước nó chạy á. Dạ. Thì một ngày mình đổ thì cỡ vài ký. Ừ. 2-3 ký. Nhiều nữa thì 4-5 ký cũng chừng. Hồi trước tôm mà tôm chết á, mình muối đá ký có 100 mấy. Dạ. Bây giờ mình xú vậy đó, mình gọng mình bán xuống sáu. Một ký nó cũng 200 mấy. À, mình chạy oxy. Có chạy oxy không? Về mình thả vô gọng, mình gọng tự nhiên luôn. À, gọng nước biển tự nhiên luôn. Gọng nước này luôn. Nước này là nước mặn mà. Nước vuông của nó sống luôn. Lái nó lại mua chạy oxy. Dạ. Nhưng mà con lái mua nó lấy nước mặn của mình luôn ha. Lấy nước rồi nó chứ bỏ oxy chạy luôn. Đâu anh. Chơi. À, bắt nó lên không? Gì bắt này? Đơn giản. Đâu, nó là con. Con đẻn nhưng mà đẻn con. À, một con gắn biển ha. Ừ. Kêu bà ở đây kêu bằng con đẻn. À. Con nhỏ. Nhưng có con to nữa. Nhưng mà sao nó đứng im cho anh bắt vậy? Mấy cái con này mình biết đó, mình gọi đèn ngay nó không có bò. Ờ, à, nó sợ anh kế. Ừ, nó lội. Nó mừng hơi, ghê thiệt. Nhưng mà phải quen ánh mắt thì nhìn mới được. Ừ. Còn không quen thì nhìn chắc như em thì chắc không thấy được đâu, dễ gì. Dạ. Cũng hiếm lắm thì mới quay được những cái thước phim này cho cô bác quý anh chị thấy được cái cảnh ở vùng đầm Dơi Cà Mau. Con gì anh? Học hình xôi. Người luôn. Hay quá. Quá trời con nước này nó sáng, nó rộng. Dạ. Mà khí nó nhát dữ lắm. À đúng rồi. Còn nước 30 là đâu có chăng có gì đâu. Còn nó ra dữ lắm. Cái, hàng năm vậy nó vô cái mùa hội ba khí á. Dạ. Bằng đêm này trắng đồng ấy, người ta đi. Người ta đi sôi người ta bắt. À. Nhiều lắm. Nhưng mà cũng vui ha. Dính không anh? Chui luôn. Em hình như là khi mà em đi là người ta ít bắt được lắm. Gọi là nặng bông dí đúng không? Không. Tại không muốn bắt thôi chứ chịu cực chút rồi thục dính à. Ờ. Chứ nhiều khi cũng Thank you.
Nó lại bò vô hang nữa anh. Đi đâu mà để được trải nghiệm cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau chia sẻ những cái thước phim cho cô bác quý anh chị ha, biết thêm về cái vùng đất vùng miền đó thì nó cũng có một cái gì đó nó hay hay, chẳng hạn như cái ngày hội Ba Khía. Hội Ba Khía là ngày của nó để sinh sản hay sao anh? Ngày hội hội là nó bu lại là kiểu như nó không ở trong hang mà nó ra ngoài đe hết. Ồ vậy hả, kỳ vậy. Nó không có chạy, nó ở im vậy. Nhiều lắm, nó ra là nhiều dữ trời. Có nghĩa là nó cứ ở đó suốt à? Mình nó dạng lắm. Giờ bắt cái nó chưa tới nữa là nó chạy tiêu rồi. Còn tới cái ngày đó là nó nhiều mà nó dễ bắt lắm. Dạ. Đây mình nhậu lú rồi. Chứ mà khía cực quá. Ngày đi cũng nhiều lắm. Chết quá. Đây hả, mày đủ lưới này. Ông Hương dằn lưới đây hả ta? Dạ đúng rồi. Dạ có tôm không? Quên, nó có tôm không Đạt? Được mấy con Ba Khía rồi? À, mày đổ được cua là ngon lắm á, hiếm lắm á. Đây, tụi đây lắc lắm. Có không? Có tôm không? Con nằm một đống như thế này. Con lóc rồi mày ơi. Đổ này, nhỏ à, bắt cho coi chứ có bắt được đâu. Đạt có gặp con đẻn không? Nãy giờ bắt được 2-3 con rồi nhưng mà có một con đẻn nhỏ thả rồi. Làm bộ á, nói vậy chứ chứ con còn mà. Có con trên chuồng rồi không? Không có, thả luôn rồi. Đâu anh? Nhưng mà có bao giờ nó kẹp cái con tôm mình không? Càng rất là quốc rồi. Dạ. Cái càng của nó cứng lắm á. Tới cái mùa cua á, mùa vuông mà có cua á. Dạ. Mình soi về là cua có cua luôn. Nó nằm ở dưới mé này. Thò tay bắt luôn. Rồi. Rồi là những bộ đá được rồi. Rồi nha, mấy đứa. Cứng quá hành. Là hàng ngày mà anh đi đổ là anh sẽ đem theo một cái chiếc xuồng như thế này. Anh sẽ lội bộ. Bơi xuồng. Bơi xuồng hả? Lội xuồng nên bơi. Hôm nay vậy là vì em, vì mọi người mà ước mình rồi. Trước không có xuồng lội cái mồ luôn á.
lội còn đêm đi lội ầm ầm. Có đặt lưới dày không Định? Ờ. Ừ, bà giỡn lưới dày á. Quá trời bà kia nhát luôn, bắt không được vậy vậy? Ừ, nhát quá. Nó nhát là tại vì có trăng nè đúng không? Ờ, chút xíu nó trăng lên giờ. À, bắt ba khía là cũng phải bắt theo con trăng chứ. Con trăng, trăng sáng. Đi rủ mà đi cho tiếp Định. Nhiều cửa nhậu rồi. Có không anh? Ăn ba khía là ngào chưa? Ăn rồi, em ăn ba khía sống rồi. Ngon lắm, ba khía ngon hơn cua biển nữa. Ba khía sống hả? Đó, bỏ lũ rồi. Hai số à. Hai số. Bữa bắt con số bằng tay. Bắt con số bằng gì? Giỡn cái đuôi. Tay vậy nè. À. Hai tâm số. Ba con luôn á, nhưng mà có hai con trưởng thành. Bỏ vô đó nó kẹp không? Bỏ ra đi, hồi vô. Nó nhảy ra. Ăn. Sợ nó nhảy ra. Hồi sớm nó nhảy em làm nó nhảy hên con rồi. Nhảy ra đó nha. Đây đây, ăn ăn. Để ăn ăn gấp cái ấy ra để đừng cho bún mạnh. Không sao hết á. Được rồi, nằm im để. Nằm im vậy thôi đó. Bẻ cái đuôi nó. Ông mà kiểu này đổi xuồng mới được, tới chụp xuồng này mới khiến bò ra mày ơi. Cái xô, lấy cái xô đây. Ừ. Mình dìm sức mới khía vô. Đó quá. Được mấy con rồi? 6 con rồi đó. 6 con mà khía hả? Xeo chạy. Ê nhìn. Ồn tôm nhảy dữ thiệt luôn á. Không dám thở luôn á. Con mới giục qua con đúng rồi. Chụp con đó, bên đây đừng chụp rồi đó. Ô, dữ hả? Lấy bò thích con nè. Bò ra nữa chứ. Có thêm con này nữa nè. Đổi luôn. Phải không? Dạ, không, khổ quá. Đổi xuồng con này nha. À này là sổ đúng không? Ngay cống. Ngay mận cống là nhiều tôm đúng không? Này sổ cho không. Coi luôn hả? Không, cái này nước đâu chảy. Nè tôm rồi thấy không? Qua cống luôn hả gì anh? Đó, đứng lên gọi đó đèn đó. Đó trong cái lúa đó. Đèn, thấy đèn thấy con mắt đó đó. À em thấy mà. Rõ đó thấy rồi. Tôm là con mắt đỏ. Ừ. Đó. Nãy đi quên đem cái giọt theo. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Từ vật chứ, từ vật ra luôn kìa. Ôi dữ trời. Ô. Sổ tôm á hả? Ờ. Bạc tắt đi xuống. Ôi, cái sổ tôm này là vô mánh luôn rồi. Ôi trời ơi. Mấy con à. Mấy con hơn. Mày nó bún gì đó. Gió khỏi cho. Đi, ngồi con tôm mà mới bắt lên nó mạnh ghê ha. Rồi bỏ vô bọc đi đó. Tôm xuống nó nhảy nhiều hơn tôm thẻ. Bắt được con, bắt được con bỏ bọc đó. Rồi tao bắt mấy mẹ bỏ vô luôn đi. Có xô nhảy ra chưa hả? Rồi như thế là bỏ bọc đi. Rồi mình thấy rồi. Ừ. Mồi bao la, về đây là không có vụ mà thiếu mồi đâu. Trái vô bọc đi. Mày cứ nhắc trời. Mình để bọc để thôi ở ngoài nó nhảy nó văng xuống vuông nữa. Thế con ba khía nó dưới giò luôn chạy. Đâu anh nhiều chưa? Đây cả nửa ký rồi đó. Nhiều lắm rồi đó. Về đây là anh Hưng nói là về anh đối với bản thân của anh Hưng á là chỉ thiếu gái thôi chứ không có thiếu đồ ăn. Ba khía nghe cống kìa. Đâu? Đó. Không có tay chụp dữ lắm à. Tay không chụp cũng được nữa. Bê ơi. Em nó còn lót cái que, nó còn lót cái que. Trên đó rồi. Dạ. Đắt này mà trên. Gọi nghe nó gọi. Bắt anh. Đâu có ọc được đâu bắt, đâu có thọt tay được đâu bắt. Nó còn que kìa. Chỗ nó cứng đâu có thọt được đâu. Em. Đâu? Kìa nhỏ xíu kìa. Đây. Nhắn. Để. Đây xi măng cho nó ngay xi măng.
Ừ, nhắm đi. Hay hơn. Đâu, đưa lên hành quả rồi. Nhỏ, con này nhỏ hả? Trong đó mà phải con gái là bạn em bắt hay luôn á. Dễ gì? Đâu có bắt con gái đâu. Hành quả nãy giờ đi mới được có nhiêu nè. Yếu hơn mấy bữa hộp nữa. Dạ, nhiêu được rồi. Nhiêu là về được rồi anh. Mình qua đây điên vòng nó đi. Ừ. Điên vòng nó vô luôn. Dạ. Để em leo lên cái, đem xuồng em leo lên chứ. Để có những thước phim này phải chịu cảm lạnh, chịu cực cái. Chịu cực cái đi. Tại vì cô bác của anh chị chắc cũng sẽ thích được cái xem cái cảnh này. Ăn uống thì nó không quan trọng, nhưng mà cái cảnh mà sinh hoạt của người dân á thì chia sẻ để cô bác của anh chị hiểu thêm. Chứ không có. Rồi, xuống luôn đi. Đi bên đây luôn nè. Đi bên này luôn nha. Ừ, bên đây luôn. À, xuống đi, xuống. Mới câu dụng cổ anh Đỉnh ơi. Làm câu dụng cổ cho mấy ba khía nó hồi lại anh Đỉnh. Chứ anh Hưng thì chỉ có biết bài tình cha thôi à. Đây cũng ca đâu ca thật sự thì hát thôi chứ biết làm gì không nè. Điệu gì đâu. Ông già ông đờn hay lắm mà không biết chữ nào, không biết cái gì luôn. Không biết chữ đờn luôn hả? Không biết chữ đờn, mà đờn sao? Cha làm thầy con đố sách. Cha không có vợ đâu, người điên tin nữa. Tại vì cha biết rằng cái nghề đờn nó cũng bây giờ nó cũng không còn thịnh rồi. Không phải, bị gì á. Bị gì á, cái người ta mà muốn học đờn á. Người ta nhìn, người ta học tự học mà. Tự biết luôn á. À, có nghĩa dạy là thua. Có nghĩa là người ta biết đam mê được rồi. Ta đam mê cái nghề đó người ta mới theo được. Nhưng mà anh có đam mê không? Không. Dạ hả? Không biết được. Nhưng mà cái đó khó học lắm. Đúng rồi. Đâu phải muốn học là học được đâu. Chứ hồi trước rồi tha phương rồi đi làm mướn này kia đó. Ừ. Đâu có thời gian đâu. Nhưng mà em thấy ở cuộc sống ở dưới này nó vẫn vui mà ta. À, gọi là dư giả thì nó không dư. Nhưng mà nó vẫn đủ ăn. Đâu đó thì nó vẫn kiểu là đói thì nó không đói á. Vẫn có cơm. Vẫn trên rau dưới cá mà ha. Nhưng mà hồi trước á thì không như bây giờ, hồi trước khó khăn lắm. Rồi đi làm rồi sau này nó mới về mới được về chứ. À, cũng này cũng phải đầu tư vô đúng không? Rồi phải vét, rồi phải múc lên đâu nữa. Chứ đâu phải là tự động thì nó lại làm như thế này được. Tự làm ơn luôn. Máy nhà tự khoan vét ơn. Cải tạo á. À. Hàng năm thì phải cải tạo, mình không cải tạo là không có. Cải tạo đó tốn chi phí nhiều không anh? Thì máy nhà thì tiền dầu. Thì cũng 2-3 triệu, 4-4 triệu tùy theo mình là cải tạo nhiều hết. À. Đây đi lội. Anh cũng đã từng đi làm ở Bình Dương rồi đúng không? Anh thấy cuộc sống ở Bình Dương nó so với ở đây thì chỗ nào nó đối với anh á thì chỗ nào nó sẽ vui hơn. Ở đây là vui hơn. Vì mình lên chợ mình làm là đâu cái môi trường cho nó khác à. Ừ. Không giống như dưới này. Dưới này nó thoải mái lắm. Dạ. Mỗi chỗ cuộc sống gò bó chỉ vì mưu sinh đâu này kia mình mới cực khổ đi làm thôi chứ sống ở chỗ luôn sung sướng vậy. Đôi khi thì đâu phải là thành phố thành thị là vui đâu, mà mình lên đó để mình đi làm chứ đâu phải mình đi chơi đúng không anh? Nó
thì vui thiệt. Nó có nhiều cái thú cho mình tiêu khiển. Đúng không? Nó vui vì đồng tiền. Ừ. Còn đây dân giả. Đồ lũ bắt tôm. Nhiều không anh? Một con. Một con một hả? Nước này nước kiểu nước ngọt. Nước nó không có lên. À. Lên tôm nó không có đi. Cái con tôm mình này bự á. Ồ, bự ha. À, một chữ. Anh tưởng đâu là anh không có đổ nữa gì. Hả? Anh Hưng tưởng đâu là anh không có đổ nữa. Anh lú rồi. Mà anh còn cái mà. Được mấy cái anh? Đây đặt có 5 cái. Ừ. Thì ngàn đổ ký mấy? Ký ngoài có khi chạy nhiều thì được 2 ký. Đây tới sáng thì cũng được 2-3 ký. Sáng đổ một lần nữa. À, nhưng mà bây giờ mình đổ vậy thì là một lần rồi đúng không? Ừ. Gọng lại. Mà tôm này không có gọng được rồi. Tôm này về hồi ăn. À. Tôm gọng mà. Cái này là gì? Nó gọng. Bị gì vậy? Gông nhưng mà nó bị gì anh? Nó bị gì nổi lên hết á. À, gông nó là gì? Có gông nổi, gông chìm lắm. Gông này thì nó nổi. Có cái loại gông nó chìm nó nằm dưới đấy. Nghe chưa? Cái này mà đi mình buồn lắm. Trời, đi mình suốt luôn. Nó đi nữa hả anh? Khó bắt quá. Thấy vậy đó, thấy không có đó tới chứ. Tới mà nước 30 á, nước mà lên cao là nó ra hết luôn. Nhưng mà anh có thường bắt đi bán không? Không, ít khi bắt đi bán á. Vì nhà ăn đồ này kia. Với mà muối rồi đó, cho vòng vòng hàng xóm rồi chứ đâu có. Nhưng mà tại vì đi bán thì ở đây ai cũng có hết. Nên bán người ta cũng ít mua đúng không? Bán chỉ bán lái thôi. Còn mình muốn bán á là mình soi á, mình muối. Dạ. Muối mình bán người ta. À. Ví dụ qua kiếm muối thì mắc à, ký mấy trăm à. Trăm mấy, 200 á. Chạy nữa hơn. Làm cái nghề này cũng phải rất là nhẹ nhàng mới được. Tại vì nếu như mà không nhẹ nhàng thì tụi nó chạy mất. Mà con ba khía nó chạy là gấp mấy lần con cua luôn á. Nó chạy marathon ghê lắm. Con cua là mình gọi đèn mình thấy nó nằm im à. Nó không giúp luôn á. Dạ. Im chỗ một mình lên bắt à. Con cua nó có cái lợi hại đó. Nó thấy ánh đèn là nó nằm im. Ừ. Còn ba khía mình gọi nó thấy mình chứ ánh đèn nhúc nhích là chạy. À. Không, nhưng mà mọi người cũng biết bắt như thế là cũng vui mà. Rất mong mọi người thông cảm. Tại vì thường thì vườn hồ đi người ta bắt ít được lắm. Kỳ cục vậy. Đi theo là nặng bóng à. Dạ. Em hồi đó giờ câu cá bắt cá là không được luôn á. Dạ.
Nước ở đây cũng tới lưng quần luôn rồi. Có chỗ cạn, sâu bị vậy đây. Mình sử dụng sáng cuốc á. Dạ. Vô là nó cuốc lên bờ vậy nè. Dằn bờ, ta kêu mình dằn bờ. Vậy thì ở cái khu vực đầm dơi này á, người dân sinh sống chủ yếu là nhờ vào cái việc mà nuôi trồng này thôi anh hả? Nuôi tôm với lại thả cua. Thì nó trông chờ vào con nước đó đúng anh? Đúng rồi. Nếu như mà con nước nó bị xấu thì nó lại tôm nó lại không lớn, hoặc là cua thì nó lại không phát triển nhiều đúng không? Mà bao lâu thì mình mới đi sổ một lần? Cái con nước là nửa tháng, ví dụ một tháng thì sổ được 2 lần. Dạ. Ồ, dính rồi. Hay quá. Con này nhỏ nhưng mà cũng thả vô luôn, tại vì tụi nó sinh sản là cũng nhanh lắm. Cái người mà biết ăn á là người ta thấy con to người ta ăn cái càng đúng không? Nhưng mà thật sự cái con nhỏ nó mới ngon, nhỏ mà gan me á mình ăn nguyên con. Em thì lại thích con ba khía này luộc, mình ăn cái que của nó. Cái que của nó thịt nhiều hơn cái càng. Mình ăn luộc á thì mình ăn con bự, me thì nhiều lắm. Ở đây là anh Hưng. Ô, có một cái con ếch kìa. Con có một con ếch kìa. Đâu? Ủa, ai bắt vậy? Chắc con Hưng bỏ ra. À. Mình không có sử dụng nó, mình thả nó đi cho nó sống đi ta. Hả? Bắt thả nó đi anh ha. Dính không anh? Ồ, hay quá. Bây giờ hên lại thôi. Mắc que ở đây. Có mấy cái à? Mắc con ếch thì thả nó đi, cho nó lội đi. Anh Hưng chữ em ạ. Tại vì có một lần á, em đi ra ngoài chợ, em thấy người ta bằng con ếch, em thấy ghê quá. Tội ha. Em thấy người ta bằng con ếch á. Thật ra cái nghề của người ta thì người ta muốn bán cho cái thức ăn nó ngon thôi. Nhưng mà em thì lại như thế này nè. Người ta mần sống nó không có đập đầu nha. Người ta cắt đầu nó, cắt 4 chân nó lột mình, nó không có mần bụng luôn, để cho nó nhảy mà máu me trong mình nó ra. Ồ, ghê quá. Từ đó sao nghĩ thật ếch luôn. Mềm hả? À, con này bự ha. Đó, tụi nó chạy ghê lắm. Nên bây giờ tụi em gặp con ếch á là bây giờ em không có ăn nữa. Không ăn không phải vì thịt nó không ngon, mà mình thấy người làm thấy tội quá. Lại em im lặng, em sợ em nói chuyện nhiều quá. Sao nó chạy trời ơi, giờ hiếm lắm. Ê, bữa mà có con ổ chích đó không Định? Lớn nó đi mất tiêu rồi. Hơi lại rồi. Chụp cái này là nhanh lắm. Dạ. Mà anh chụp bằng tay không luôn á. Mới chạy ổng bóng ngoài kia kìa. Nó chạy ổng bóng đó mà không biết có đẻ không nè.
Ê, ruột cái nó chạy mất tiêu luôn hả? Buồn đây hết không Hận? Vậy? Anh đi đây rồi hả? Chưa. Mày kiếm con đẻn cành mà không có. Con đẻn cành là con đẻn bự á. À con đẻn thì nó thường lội lội dưới này đúng không? Nó nằm ở trên gông lú cái đầu lên khúc. À, nhìn sơ mình đâu thấy đâu. Người bắt thường á mình có thấy. Bây giờ thì trăng lên nhìn đẹp ghê á. Ừ, trăng ngồi nó sáng lên. Thôi mình bắt ba khía được rồi. Dính luôn hả anh? Dính. Học luôn. Hay quá. Ở cái vùng Cà Mau này á, chỉ cần siêng một tí xíu, sống với cái nghề sông nước giỏi tí xíu thì sẽ không bao giờ sẽ sợ bị đói đâu. Giống như anh Định có kể cho cô bác anh chị nghe, có những đêm là đi đến 11, 12 giờ, 1 giờ đi luôn. Chứ ở trong cái vùng đất này á thì buôn bán cũng rất là khó luôn. Buôn bán chua lắm. Có mình làm hộ kinh doanh á, mà mình giao mấy cái rồi bị nói hả anh? Cái ngoe của nó đâm mình á. À, hang nó sâu mà anh, khoảng tới cù chỏ tới bả vai nó không sâu lắm đúng không? Ô con này bự nè. Ồ, cái con ba khía đực hay là con ba khía cái ăn ngon hơn? Ba khía nói gì gặp á, muốn gặp là ba khía cá ngon. Vô mùa nó có cái mùa mà gặp á, ôi ba khía gặp dữ lắm, ăn là như cô gặp. Dạ. Từ từ cho mọi người xem, quay qua quay tới lui cho mọi người xem nhung nhang của nó ấy. Ồ, con ba khía này cái ngoe nó to ghê á. Đâu lật cái mình đó là cho em xem á. Ồ đã ha. Rồi thả nó vô. Giờ mình lựa con bự. Ha ha.
đây nào giờ có đi lần nào xuống dưới này đi gì đây chưa? Em chỉ có đi xuống một lần ở Ngọc Hiển á, em đi đuổi cá giống như anh Hưng á, chứ chưa đi bắt bơ khía bao giờ. Hiện nay thì chắc cũng cỡ hơn cả ký rồi đó, cũng được 40-50 nghìn rồi. Dính luôn hả anh? Nó chạy hả? Nó chạy, anh lấy cái tay kia anh lấy nó. Ồ. Chạy thiệt à. Ờ, nhưng mà kệ, coi như nó còn may mắn. Đây buồn, nằm buồn không biết làm gì chân, cái là đi vuông vậy. À, lấy lao động làm niềm vui mà. Chứ giờ cũng nằm không, không biết làm gì, ở không được. Nó chạy luôn hả? Không phải, nó không có trong hang, nó đi ra ngoài. Bự không anh? Cũng nhỏ. Nhưng mà nó bự cái. Về đây thì mới cảm nhận hết cái cuộc sống của miền Tây sông nước luôn á. Người dân họ sống nhờ vào những cái con nước như thế này nè. Nó sẽ giúp cho con người ta nó sẽ có thu nhập ra vô. Chỉ cần xin chút xíu là có tiền hay anh Hưng ha. Năng cho con mở nữa. Nè, năng tượng đi cho biết năng tượng. Nào. Nè. Ủa năng tượng này ăn được không? Được. Nãy anh Đạt nhỏ nãy giờ cho anh ăn á. Tí nước mặn chứ nó ngọt ngay à. Ừ. Ngọt ngay à. Ừ. Có hú dừa vậy. Ngon mà. Mùa mưa á, mùa mưa nó mới ngọt dữ. Ăn vô ở bực bực luôn. Không biết là có thấy không à. Thấy không? Thấy. Biên yếu quá thì không bật lát được rồi. Đây là cái cây năng tượng. Ngon á. Trời ơi. Bây giờ quay thì máy nó cũng gần hết pin luôn rồi. Bây giờ nó chuyển sang mất đèn lát luôn rồi. Anh ơi, đứng em. Hải hả?
Đây là Đăng nè cô bác quý anh chị. Con của chị Hường á, năm nay học lớp 8 rồi. Nhìn giống người Hàn Quốc ghê á. Ha Đăng ha. Con cái đồ thích hết rồi, xong rồi Hải ơi. Đây là cái thành quả, đây là cái thành quả vào đêm nay. Chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Chính xác là không tới một tiếng nữa thì được khoảng 20-30 con ba khía. Gồm có cả anh Hưng và anh Đỉnh, hai người bắt luôn. Ở đây nữa nè. Đổ vô con. Lấy con nữa. Rồi. Cảm ơn anh Đỉnh nhiều nha. Bây giờ mình vô đó mình sẽ luộc ba khía. Cảm ơn anh Đỉnh nhiều, cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm này đã ghê á. Cô bác của anh chị mà có về Cà Mau thì nhớ ghé Đầm Dơi. Anh Đỉnh sẽ dắt đi xôi ba khía. Kiếm vợ cho anh Đỉnh luôn. Kiếm vợ cho anh Hưng chứ. Đỉnh cũng chơi với vợ nữa đó. Mồ côi. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Bây giờ mình vô ha anh ha.